Chào các bạn, hôm nay Love at First Shine xin chia sẻ với mọi người một cách trang điểm cho mí lót đơn giản với tông màu nhẹ nhàng rực rỡ để đi chơi cho hè này nhé. Sử dụng Rimmel Fix & Perfect Pro màu 002, mình xoa primer giữa hai tay và thoa nhẹ nhàng một lớp rất là mỏng thôi ở trên vùng chữ T và giữa trán của mình, nơi tiết ra nhiều dầu nhất để giúp kiềm dầu và giữ cho phấn phủ lâu trôi mịn đẹp suốt cả ngày. Tiếp đến sử dụng Revlon Nearly Naked. Ở đây mình đang trộn màu 130 và 160 với nhau và tán đều lên mặt với Real Technique Expert Face Brush. Hãy nhớ là cũng tán một lớp thật mỏng, thật nhẹ thôi nhé. Sử dụng Bourjois Healthy Mix Concealer để tiếp tục che đi những quầng thâm dưới mắt và những chỗ còn sẹo mụn của mình. Mình nghĩ bí quyết cho một lớp nền đẹp tự nhiên và lâu trôi của mùa hè đấy là hãy làm sao cho các lớp của bạn đều thật mỏng, từ lớp base đến lớp nền và cả lớp che khuyết điểm cũng thế. Thế nên hãy cứ từ tốn tán nhẹ, tán mỏng từng lớp một rồi hãy chuyển sang bước tiếp theo ạ. Tiếp tục để hoàn thành phần nền, sử dụng phấn phủ Bare Minerals Matte Foundation để khóa tất cả mọi thứ vào chỗ của nó. Sử dụng NYX HD Eyeshadow Base làm primer cho mắt, giúp giữ cho màu mắt và eyeliner lâu trôi và nổi bật được màu sắc nhất có thể. Sử dụng màu Strange trong bảng màu mắt Naked 3 để tán đều lên hai mắt tạo thành một lớp nền. Cách make up này có thể áp dụng với bất kỳ màu mắt hay là tông màu nào khác cũng được, miễn là có đủ 3 sắc độ, sáng, trung bình và tối. Tiếp đến sử dụng màu Nooner làm tông màu trung bình và tán đều ra 1/2 phía sau của mắt và hãy nhớ là chỉ dừng lại ở phần bầu mắt thôi nhé. Và tất nhiên rồi, thì như mọi khi hãy dùng một chiếc chổi sạch để blend đều các đường viền, trông cho màu mắt được tự nhiên và mềm mại hơn nhé. Tiếp đến sử dụng Factory làm màu đậm nhất, mình sẽ đánh một hình chữ V nối từ phía đuôi mắt lên 1/3 đường viền gập của mắt, hay còn gọi là crease ạ. Mình cần nhấn cái màu đậm này vào đuôi mắt vì nó sẽ giúp làm cho mắt mình sâu hơn, đẹp hơn. Lại là blend, tán đều ra cho không nhìn thấy đâu là nơi bắt đầu của màu mắt này nữa là được. Đừng quên trong suốt quy trình đánh mắt này thì hãy cố gắng làm thế nào cho hai bên mắt trông giống nhau nhất có thể. Không cần giống hệt nhau đâu vì mỗi mắt trông lại một kiểu hình dạng khác, nhưng mà hãy cố gắng trông cho nó giống một đôi là được. Sử dụng liner hoặc chính màu trung bình mà lúc nãy bạn đã chọn và một chiếc chổi có đầu bông để bắt đầu tán vào đuôi mắt. Đoạn này rất quan trọng cho các bạn có mí lót đây. Hãy tán vào đuôi mắt khi mắt hơi mở, vừa mở mắt vừa tán. Như thế sẽ tạo được hiệu ứng hiệu quả nhất khi mà mình mở mắt, mí đã bị lót vào rồi và vẫn nhìn thấy màu sắc hé ra một chút. Nghe thì hơi khó hiểu nhưng nói chung là như thao tác tớ đang làm đây ạ. Sử dụng màu dust hoặc một màu lóng lánh shimmer nào đó, nhấn vào hai góc trong cùng của mắt để thu hút thêm ánh sáng. Sắp xong rồi, và bây giờ mình sẽ uốn mi nhé. Sử dụng Maybelline The Falsies Flare để đánh lớp mascara đầu tiên. Hãy tập trung vào chân mi để giữ cho nếp được cong đã. Sử dụng NYX Eyeshadow màu Betrayal và bút kẻ lông mày của e.l.f. Mình sẽ nhẹ nhàng từ từ kẻ chân mày. Mọi lần mình hay tua đoạn này đi nhưng mà mọi người bảo là thôi lần này hãy để nguyên để cùng xem cách như thế nào. Cũng khá là đơn giản thôi nên mình sẽ để các bạn tự xem và cảm nhận nhé. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là không cần phải quá căng thẳng trong chuyện làm cho hai bên giống hệt nhau đâu ạ. Vì điều đấy rất rất khó. Thế nên chỉ cần trông cho làm sao tương đối giống nhau và hợp lý thành một đôi là được rồi ạ. Tiếp đến sử dụng liquid eyeliner của Brigitte. Với những người bị mí lót như mình thì mình khuyên hãy mở mắt và vẽ đường đuôi của đường kẻ mắt trước
Sau đó hãy nhắm mắt lại và nối tất cả mọi thứ với nhau. Tại sao lại thế? Vì nếu mình nhắm mắt và vẽ cái đường đuôi mắt này thì khi mở mắt mí sụp xuống sẽ làm cho đường đuôi mắt nằm ngang chứ không còn nằm chéo như mình muốn nữa. Thế nên với cách là vừa mở mắt vừa vẽ đuôi mắt thì mọi thứ sẽ đúng ý và dễ dàng hơn rất là nhiều. Và tất nhiên như mọi khi, việc khó nhất vẫn là làm sao cho bên còn lại giống hệt cái bên mình vừa vẽ ạ. Và cũng lặp lại tất cả các bước như thế thôi, đấy là mở mắt, vẽ đuôi, check sao cho bằng đúng một góc so với bên kia, rồi nhắm mắt nối tất cả lại với nhau là xong. Và nếu ngay từ lần đầu bạn không vẽ đẹp được luôn thì đừng nản mà hãy tập luyện. Tự tin là chỉ đến khoảng 2-3 lần sau là sẽ đẹp vô cùng rồi ạ. Thế là kề mắt đã xong rồi ạ. Đây là một tuýp mascara cũ, mặc dù tớ rất ghét nhưng vẫn phải dùng nốt cho đỡ phí. Tớ sẽ đánh làm coat thứ hai của mascara và cho mi dưới nữa. Sử dụng bột Draw Big Blush và chổi tán má hồng của Real Techniques để tán màu lên hai má. Sử dụng Maybelline Color Elixir hoặc bất kỳ loại lip gloss nào mà bạn thích để đánh một lớp làm cho môi căng mọng và tươi trẻ hơn nhé. Vậy là makeup look lần này của chúng mình đã hoàn thành ở đây rồi. Hy vọng các bạn đã tìm được một vài thông tin bổ ích cho mình và có thể áp dụng cho mùa hè này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye! Kính này. Đây không chỉ phục vụ cho mục đích thời trang mà còn mang lại mục đích rất quan trọng trong việc bảo toàn nhan sắc. Bởi vì là như chúng mình đã nói rất nhiều, trong ánh nắng mặt trời có nhiều tia tử ngoại làm ánh